Kích thước tiêu chuẩn mà bạn cần biết trong thiết kế tủ quần áo. Trước tiên, 0,5m trên cùng sẽ rất bất tiện khi lấy đồ. Vì vậy, sẽ dùng để lưu trữ các loại chăn gối trái mùa. Không gian bên dưới chia làm hai ngăn treo các loại quần áo ngắn, cực kỳ phù hợp với những người trẻ tuổi bây giờ các bạn nhé. Ở giữa, 0,12m làm ngăn kéo để đồ trang sức, đồng hồ và cà vạt. Bên dưới là ba ngăn kéo treo quần theo chiều dọc, có treo 100 cái quần cũng đủ chỗ các bạn nhé. Tiếp đến là ngăn tủ treo váy cao 1,2m. Bên dưới có ngăn kéo phân loại lưu trữ tất và lội y. Góc tủ ngoài cùng ta để khoảng 40cm làm ngăn lưu trữ túi sách. Bên dưới 1,4m treo các loại áo dạ và váy dài các bạn nhé. Nếu các bạn mong muốn có được những thiết kế thông minh và hữu dụng, hãy liên hệ với Trung Châu qua phần tiêu sử.